Tại Quảng Ngãi, con gái phát hiện xác cha phân hủy bên bìa rừng. Sáng nay mùng 5 tháng 6, ông Cao Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, người dân địa phương vừa báo việc phát hiện xác chết của một người đàn ông bên bìa rừng. Xác chết được cho là ông Phạm Văn Trị, 62 tuổi, ở thôn Nước Ông, xã Ba Vinh. Trước đó, ngày 1 tháng 6, ông Phạm Văn Trị bị mất tích. Gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy. Đến chiều ngày 4 tháng 6, thì chị Phạm Thị Liêm, 23 tuổi, là con gái của ông Trị, trong lúc vào các rẫy ven rừng tìm cha, thì phát hiện xác ông Trị trong một chòi rạ ven rừng trong tình trạng phân hủy bốc mùi. Ngay sau đó, sự việc được báo cho công an huyện Ba Tơ đến tiến hành khám nghiệm tử thi, hiện trường, làm rõ nguyên nhân ông Trị tử vong. Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.